Giorgio Armani ra mắt bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2019 tại Bảo tàng Petit Palais ở quận 8 Paris. Hiện Armani là nhà thiết kế thời trang nam giàu nhất thế giới với tổng tài sản trị giá 8,8 tỷ đô la Mỹ. Trong phần đầu của show diễn, Armani sử dụng chủ yếu lụa cao cấp trên blazer, quần suông, đầm cúc ngực với những tông màu pastel nhẹ nhàng. Những thiết kế càng về cuối buổi trình diễn càng trở nên táo bạo hơn khi khai thác các chất liệu mỏng nhẹ bằng vân lưới, vải ngũ sắc với tông màu đen và xanh đá làm chủ đạo. Chấm bi là họa tiết duy nhất được lăng xê trong show, xuất hiện ở quần lụa suông, đầm quanh ngực và blazer. Bộ sưu tập Thu Đông lần này bao gồm 82 thiết kế, đánh dấu bộ sưu tập Haute Couture thứ 30 của nhà thiết kế kỳ cựu Armani. Tờ Vogue đánh giá ở độ tuổi 84, Armani vẫn cho thấy sức sáng tạo bền bỉ. Các bộ sưu tập cao cấp của ông luôn giữ được phong độ thẩm mỹ ổn định, xứng đáng với danh hiệu ông hoàng của những bộ cánh thảm đỏ.